Nay nhóm này tiếp tục nhân giống cây gừng gió rồi các bác ơi. Đây là kiếm ít củ gừng gió. Này phải nhân giống rồi, bảo tồn các bạn. Đây, xin giới thiệu và chia sẻ với tất cả các bác là đây. Đây nhé. Đây là cái lá của cái củ gừng gió, lá nhỏ ấy. Đây là mặt trên của nó đây các bác. Mặt trên. Đây là mặt dưới nhé. Nó giống y cái lá gừng của mình hay ăn đấy. Đấy giống y xì vậy. Đây các bác quan sát nhìn rõ nhé. Đây là gừng gió. Đây là củ của nó. Lấy vào cái gùi cái bế này, các bạn vừa trồng. Đấy là em có cắt ra cái củ nó vàng nữa các bạn. Đấy, củ nó vàng như nghệ nhá. Cái loại nó mùi nó hắc lắm các bác ơi. Có mùi hắc. Cắt ra mùi nó hắc lắm, ngửi vào mũi nó mùi nó hắc. Đấy thì chúng ta trồng thì cũng cứ để cả như này thôi nhá. Đấy để cả gốc cả rễ như này. Chẳng hạn như cái củ này này, đây, cái củ như này nhá. Nó hết cả rễ như này trồng vẫn được. Đấy. Trồng vẫn được các bạn. Và nó dễ lên lắm. Nói chung về cái tác dụng của cái củ gừng gió này thì nó có nhiều tác dụng lắm. Nhiều tác dụng trị bệnh. Đấy. Như là cảm mạo này. Rồi là một trong những vị thuốc ấy, hỗ trợ về chứng bệnh. Đổ ra cái rổ này đi. Đồ hỗ trợ về chứng bệnh gan các bác. Đấy, đổ ra. Rồi. Đây, để cho các bác xem. Hỗ trợ về chứng bệnh gan các bác nhé. Dùng cũng rất là hiệu quả. Đấy. Trúng gió cảm mạo nhé. Chúng mình trúng gió cảm mạo thì chúng ta có thể là dùng điều trị bệnh thì cứ rửa sạch sẽ đấy, rửa sạch sẽ cái củ gừng này đi các bác nhé. Đấy, rửa sạch sẽ nó ra đấy. Sau bắt đầu để khô ráo nước thì chúng ta thái mỏng ra các bạn. Thái mỏng thì chúng ta đem ngâm rượu làm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh cảm mạo ấy. Đấy, chứng bệnh cảm. Nói chung về chứng bệnh cảm. Chúng ta cứ ngâm rượu rồi bị cảm, chúng ta đem này xoa bóp bôi các bạn. Đấy. Và chúng ta dùng để làm thuốc chẳng hạn như là về cái chứng bệnh gan ấy thì chúng ta phối hợp những các vị thuốc khác. Đấy cũng rửa sạch đem phơi khô rồi chúng ta kết hợp cái vị thuốc khác thì chúng ta làm thuốc các bác nhé. Nói chung là nó có nhiều tác dụng lắm. Nó có rất là nhiều tác dụng. Rồi có một số bình luận ở trên các trang mạng hoặc là các bài báo không biết thật thì không đó. Đấy thì họ còn bảo là có tác dụng ngăn ngừa u biếu rồi ung thư này kia, nhưng mà chắc cái đấy làm gì có. Theo em nghĩ là chắc không có các bác nhỉ. Này là em lại lấy được từng này, hôm rồi là em lấy được ít, em trồng ở trên đồi rồi. Nay em đem xuống dưới vườn để trồng. Nói chung là về cái gừng gió này chỗ nào nó cũng sống được các bạn, nó dễ sống. Trồng đồi trồng đất, nhưng mà tốt nhất là đất càng tốt ý. Đấy, đất càng tốt thì nó lại càng phát triển nhanh. Đào cần cạn thôi mà, đào cái khơi ở trên mặt đất thôi, không cần đào sâu đâu. Đấy, cái đào xới xới ở trên thôi, không cần sâu đâu. Cái sới ở trên trồng cho nó dễ. Đây nó giống cái lá gừng mình hay ăn đó các bác này. Đây. Đây ở nhà có trồng mấy cái bụi gừng ăn, em quay sang đây cho các bác nhìn nhá. Các bác xem nhá. Đấy, thấy nó giống không nào? Đấy. Đây. Cái này là gừng ăn các bác này. Đấy gừng ăn nhá. Đây là gừng gió để làm thuốc nhá. Đấy. Lấy cái củ này lên này, đây.
Đây là cái củ của gừng mình hay ăn đấy này. Đấy, em bẻ ra luôn. Đấy, đây bẻ ra nó như này nhá, nó không không có vàng. Đấy, cái gừng ăn đấy. Đây, cái gừng mình hay ăn này, nó giống chưa? Các bác nhìn thấy giống không nào? Nhiều các bác cứ nhầm lẫn đi, tưởng là gừng ăn lấy về khử đâu có phải đâu, đừng có ăn mà nó hắc lắm. Cái mùi của nó hắc các bác. Mùi của nó có mùi hắc. Đấy. Các bác nhìn thấy giống chưa nào? Trồng nhân giống bảo tồn cây dược liệu. Các bác ở trong hội thuốc chúng ta mà có nhu cầu trồng nhân giống nhé, nhân giống về cái gừng gió này, đấy thì liên hệ cho em nhé. Tốt nhất là trong vườn thuốc của chúng ta là mỗi người, mỗi thầy thì cũng có lấy mấy bụi các bạn trồng để nhân giống bảo tồn. Trồng đi, nhân giống bảo tồn. Thôi trồng đi đã nào, đi trồng đi. Cũng nói thôi đi trồng đi đấy chứ. Ừ, thì cứ trồng đi để hướng dẫn cho các bác xem luôn nào. Trồng nó thành hàng thành lối của nó. Ờ, để cho cái ngọn nó lên xem này, xem nào. Tranh tranh tranh. Đấy, để cho cái ngọn nó lên chứ. Đấy. Trồng cần cạn thôi. Đan. Không được rồi, phải lấy tay làm thực tế chứ ai. Làm cho trồng sắn nữa bây giờ xem nào. Phú ít thôi. Không. Phải dùng tay. Lấp bớt cái đất nó xuống cho nó gần cạn, không để sâu nó thúi nha. Đấy, để sâu bị thúi mất đấy. Rồi. Đây, cứ gốc cách gốc khoảng 20 phân thôi các bác nhé. Trồng gốc cách gốc khoảng 20 phân. Rồi, sơ thôi. Lấp lại, lấp trả đất lại, đừng để nó đấy, cho nó phẳng phẳng lên một tí. Đấy, cho cái ngọn nó lên. Rồi, thế thôi. Trồng này sau nó còn đẻ đây nữa nhé. Nó để con để cái củ nó ra. Đây bạch cọc em tầm sống các bác này. Đấy, bạch cọc ấy. Các bác cứ bảo là hỏi có sống hay không ấy, dễ sống đấy. Tại sao tôi trồng sống như này? Rồi, trên hoa đẹp chưa? Bạch cọc địa lan ấy, đấy. Đây mới đúng gọi là bạch cọc các bác nhé. Bạch cọc là bông nó phải trắng. Đấy. Còn nhiều cái người ta cứ đăng lên là cái bạch cập, nhưng mà đâu có phải đâu, cái bông nó là tím thì làm sao phải bạch, đúng không bác nhỉ? Bạch thì phải bông trắng như này. Đấy, thế chưa, em trồng nó lên tốt như này cơ mà, có vấn đề gì đâu. Đấy. Đây cả mấy bụi lên đây này, em cứ đi rừng và em lấy được thì em lại trồng. Đấy, có các bác đặt thì em đi rừng em lấy xong rồi em lại trồng, còn thừa là em lại trồng, ví dụ như gửi cho các bác còn thừa đấy. Bạch cập này nó các bác trồng chơi cảnh cũng được luôn này. Đấy, vừa chơi cảnh vừa là một vị thuốc. Đây gọi là bạch cập địa lan đấy, đẹp liên tốt mà các bác mà, sao đâu. Đấy. Đây, cách trồng thì các bác cứ đào nhé, đào hố coi như là vừa cạn cạn thôi. Đấy, nhưng yêu cầu đào rộng ra một tí, đừng có đào ấy quá, cứ đào cạn cạn thôi, đào thành hàng. Đấy, cứ cách khoảng độ 2-30 phân, 2-30 phân một gốc các bác nhé.
trồng gừng gió này này đấy, rồi cứ vùi sơ sơ thế thôi. Hôm trước em trồng trên đồi rồi, nay để đem những vườn đấy vùi lấp lấp cạn cạn đấy, ấn xuống lấy tay ấn xuống, lấy tay ấn xuống, rồi đúng rồi chính xác luôn, cho cái ngọn nó đứng luôn luôn lên cái củ đấy, rồi đấy, cho ngọn nó đứng lên nó mọc nó chồi lấp ấn nhưng mà tí rồi đấy. Đúng rồi, chính xác, chuẩn đấy, cho ngọn lên rồi. Đây nhá, đây một cái hố các bác đào lên nhá, đây này đấy, lấy cái tay lấp đất lên nhá, đấy lấp trả lại một tí đó, xong đặt ấn ấn xuống đấy, ấn cho ngọn lên rồi vùi lấp sơ sơ lại đấy, thế thôi đấy. Đấy. Ô đừng đạp như thế con, đừng đạp nó hư đi chứ. Không không đừng đạp nhá, không đạp. Tí nó cào nó lên. Đạp như thế là nó không lên được đâu. Nó không mọc được đâu. Nhớ là cho ngọn lên nhá. Đấy. Các bác nào ở trong hội nhà thuốc nhé, chưa có giống của cây gừng gió thì alo em nhé, kết bạn Zalo với em quá nhỉ. Vâng, có lẽ đến đây thì em cũng xin tạm dừng video để tranh thủ trồng tiếp đó bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau nhé.